Lòng chim mình xin chào anh em. Hôm nay mình đúng sẽ giới thiệu cho anh em thêm một số mẫu lòng chào màu vuông, gỗ cẩm cũng như là gỗ mung hoa, gỗ mung sừng, chạm khá là đẹp. Hiện đang xuất hiện tại lòng chim mình đúng nha anh em. Đây là cây số 1, cây số 1 mình muốn giới thiệu cho mọi người đây. Đây là cây full gỗ mung hoa, chạm tay, tan 3 khúc, chân quỳ, mặt quỷ, bông gốc, phù, cửa chính, bợ và các cái bông gốc, cửa phù trên đây, tất cả đều chạm chim ma, gỗ mung hoa, size 36 rộng 19 đây nha, rất là đẹp. Đó. Còn bên đây là cũng cái mẫu tương tự như vậy, nhưng mà nó thay vì bên đây chạm chim mai thì này chạm sóc nho nha mọi người. Cái lòng bên này thì nó tinh tế hơn cái cây bên số 1 một chút. Cây số 2 nè là ở cái phần trụ, còn phần tan mọi người dễ dàng nhìn thấy thì bên đây là tan 3 khúc, còn bên đây là tan chạm nha mọi người. Và đặc biệt là các cái van thuyền và trụ của cái cây số 2 này là đều chặt tê, là chuyện tê thủ công nha mọi người. Đó. Đây là đây là cây số 3. Cây số 3 này là gỗ cẩm, nó cũng tương tự như cây số 2 y chang, nhưng mà nó chạm tùng hoàng, viên niên, trụ, vành, vành viền, tất cả đi diện tê công rất đẹp. Đây là một cây lồng phun tay, ba cây lồng này phun tay rất là đẹp. Và tùy theo giá, nó dựa theo cái chất liệu cũng như là cái dạng nhiều dạng mít gì đó. Còn đây là một cây lồng không trụ gỗ mung sừng rất là độc và hiện xuất hiện duy nhất tại lòng chim mình đúng mít cho mọi người. Đây là cây gỗ mung sừng chạm dơi không trụ viền dây leo. Đây, để quay cái góc độ này cho mọi người coi, nó đen tuyền, còn các cái mẫu mung hoa thì nó đen nhưng mà nó vẫn còn hơn gỗ nhiều nha mọi người. Đây là chạm dơi là cách anh nhân tan nè, mặt hổ phù nè, cửa dơi, bờ dơi, còn các cái viền, các cái văn lồng đó là đi dây leo thủ công rất là đẹp. Cây này thì khá là đặc đáo và cũng là mắc nhất trong cái đám này nha mọi người. Đây là một cây cũng tương tự như cây gỗ mung hoa bên này, là nó là gỗ cẩm, là nó chạm chim mai và viền của nó là viền trúc thay vì viền dây leo như cái cây mung hoa. Còn đây là cái cây cẩm cuối cùng mình giới thiệu, đó là cây cẩm cũng chạm tùng hạt, diện tê rất là đẹp, xinh đấu nha mọi người, xinh đấu, làm tùng hoàng rất là đẹp. Đây. Đó là phong xinh nè, vuông không trụ nè, vuông không trụ, vuông thường, rất là nhiều mẫu. Thì đây là một số mẫu lồng chào màu vuông xinh, gỗ mung hoa, gỗ mung sừng, gỗ cẩm đang sẵn hàng tại lòng chim mình mít. Anh em quan tâm cứ liên hệ trực tiếp với cái website bên mình là minhnocmic.com hoặc là cái fanpage Facebook đó anh em, lòng chim minhnocmic nha anh em. Mẫu thì rất nhiều, giá thì nó cũng rất nhiều, cho nên là mọi người ơn mẫu nào thì cứ gửi hình lại mình sẽ báo giá cụ thể. Rồi xin cảm ơn.